Chiều 30 tháng 10, do mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, chảy qua đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Trên tuyến quốc lộ 15A, đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê cũng ngập sâu từ 30 đến 40cm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo đó, việc thí điểm loại hình du lịch đặc biệt này sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thông tin từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, đơn vị huyết học và truyền máu duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện kho máu của bệnh viện chỉ còn 5 đơn vị máu. Theo đó, ở khối hồng cầu, nhóm máu O, A, AB đã hết, nhóm máu B còn 5 đơn vị, ở khối tiểu cầu còn 3 đơn vị, trong đó 1 đơn vị nhóm máu O, 1 đơn vị nhóm máu A, 1 đơn vị nhóm máu B, nhóm máu AB đã hết. Một bé gái 3 tuổi sinh sống tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khi chạy ngang qua cổng nhà hàng xóm đã bị hai con chó béc dê từ trước nhà lao ra tấn công. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với các vết thương ở vùng mặt, tai, phải khâu 16 mũi.